Vâng ạ, xin kính chào các anh chị em. Xin được nhờ các anh chị em có mặt ở trên livestream những phút ban đầu, xin các anh chị em cho tôi được biết là âm thanh có nghe được hay không. Để có thể là những điều tôi có thể chỉnh sửa được thì tôi sẽ chỉnh sửa ngay. Cũng như những livestream khác, tôi xin khoảng một số những second ban đầu để có thể chuyển đi được một vài các cái trang khác. Vâng, xin các anh chị em xin báo dùm với tôi là âm thanh có các anh chị em có nghe được hay không. Xin chào anh Nhâm Thanh Tổng, xin chào chị Juliet, chào anh Trung Nguyên. Chị Juliet xác định là âm thanh tốt. Chị ở bên Úc, tức là cách xa đây rất nhiều. Anh Nhâm Thanh Tòng xác định là âm thanh rõ. Vậy thì tôi sẽ tập trung vào trong điều mà tôi rất muốn trình bày của ngày hôm nay. Sau khi ở trên YouTube có một số các anh chị em có gợi ra một cái suy nghĩ rằng chúng tôi nên trình bày về một cái câu hỏi rằng liệu cái đất nước Việt Nam trong tương lai có nên chọn một cái mô hình nền cộng hòa, tức là mô hình chính trị theo cái mô hình nền cộng hòa của Mỹ hay không. Thì ngày hôm nay tôi sẽ xin xoáy vào cái đề tài đó. Với những sự hiểu biết của tôi, với những sự cảm thụ của tôi, dĩ nhiên tôi là một cá nhân, dù rằng có nghĩ đến chuyện đất nước Việt Nam có quý mến, có quý trọng, có thương yêu đến cỡ nào đi nữa thì tôi vẫn chỉ là một cá nhân mà thôi. Cho nên những nhận định của tôi có thể đúng và có thể sai. Sự trình bày ra chỉ với một mong ước là các anh chị em sẽ đâu đó coi những lời trình bày của anh chị em chúng tôi như là một một cái chấm nhỏ trong cái tờ giấy rất nhiều chữ nghĩa, rất nhiều ý nghĩa mà các anh chị em sẽ đang tiếp cận và sẽ tiếp cận. Điều đầu tiên trước khi đi vào cái đề tài đó thì có hai điều tôi xin muốn trình bày trước. Thứ nhất nó liên quan đến cái chuyện COVID. Một số các anh chị em có liên lạc với chúng tôi và khá là bi quan, nói rằng mình có những cái triệu chứng của hậu COVID, tức là khó thở hoặc là yếu đuối, cảm thấy như là yếu đuối. Thì tôi xin trình bày với cái cảm thụ riêng cá nhân của tôi đó, thì có lẽ là chúng ta nên nhận diện kỹ hơn, nó là hậu COVID, tức là những cái tình trạng bệnh tật của chúng ta đang có đó, tiêu cực của chúng ta đang có, nó là hậu COVID hay nó là hậu vaccine. Đối với cái nhận định của tôi thì nó có cả cái chuyện hậu COVID và có cả những chuyện hậu vaccine. Nhưng xin đừng lầm lẫn, cũng xin đừng bi quan. Cái chuyện COVID nó ngày hôm nay nó đã trở thành như là một sự hết sức bình thường.
tức là nó là một cúm, một cái bệnh cúm mà chúng ta phải phải chấp nhận sống chung với nó, cái bệnh cúm đó. Thì vấn đề là chúng ta sống chung như vậy thì chúng ta có những sự phòng thủ như thế nào, chúng ta có nên sợ hay không, và nếu mà chúng ta sợ hãi thì chúng ta có tránh được nó hay không. Chúng ta cần phải nhìn là chúng ta không có tránh được, bởi vì nó đã trở thành gọi là nhiễm cộng đồng, cái sự lây nhiễm nó trở thành là lây nhiễm cộng đồng rồi. Và ta có sợ, ta có tránh thì ta cũng cũng bị thôi. Tôi cho tới ngày hôm nay là tôi bị 6 lần COVID, và trong 6 lần đó tôi không có dùng thuốc Tây, tức là kể cả là những loại thuốc mới, thuốc cũ, kể cả là hydrochloroquine là một cái thứ thuốc ký sinh mà tôi vận động các anh chị em dùng cái đó để chữa rất là nhiều. Nhưng đối với tôi, khi mà tôi có cái triệu chứng bị bệnh là tôi test liền. Ngày hôm nay cái chuyện test nó không có chịu khó gì cả. Chúng ta ra ngoài tiệm thuốc Tây là chúng ta có thể mua được những cái dụng cụ để chúng ta trữ trong nhà để chúng ta test. Trong cái túi sách của tôi luôn luôn có một cái dụng cụ để test. Thì tôi đã 6 lần và tôi dùng chủ yếu là những cái phương thuốc của cha ông của chúng ta, đặc biệt là sông sông sả, sông tỏi. Tôi nghĩ rằng nhiều anh chị em đang bị cái tình trạng gọi là hậu COVID. Chúng ta sẽ nói đến chuyện hậu COVID, sau đó là chúng ta sẽ đề cập đến cái phần thứ hai, đó là hậu vaccine. Hôm nay thời tiết khá là bất thường, bây giờ lại có nắng lên như thế này. Thời tiết của Pháp trong 2 tuần lễ vừa qua là hết sức là bất thường, nóng thì nóng khủng khiếp, nóng cực kỳ, nóng trên 40 độ, tức là phía nam của nước Pháp là trên 40 độ, 43, 44 độ, tức là chưa bao giờ có cái tình trạng nó như vậy cả. Ở Paris thì nó không tới 40 mấy độ, nhưng mà 38, 39 độ là Paris là cực kỳ là oi nóng. Thì trong vòng khoảng 5 ngày nay đấy, thì cái không khí nó nửa nạc nửa mỡ, tức là nó mưa, nó không có mưa được, nó chỉ mưa được 1 2 trận ở Paris. Và thời tiết thì gọi là nó dở dở ương ương. Cái chuyện thời tiết như thế này, những người bị bệnh arthrose, bệnh như chúng tôi, bệnh như bản thân tôi, từ gút trở thành, tức là nhiễm luôn sang, chịu luôn cả sang bên arthrose, là hết sức là mệt mỏi. Thì thưa các anh chị em, cái chuyện là khí hậu chúng ta cũng sẽ, tôi nghĩ là chúng ta lan man một chút xíu về cái chuyện khí hậu. Rất nhiều những người gọi là những nhà chuyên gia họ nói rằng gọi là cái hiệu ứng nhà kính, cho nên nó làm ra cái sự nóng này như thế này. Đối với tôi nó cũng là một phần, và tôi nghĩ là một phần đấy, nó không phải là hoàn toàn, không phải là toàn diện, mà đối với cái sự lường định của tôi, với cái nhìn nhận của tôi là cái trục của vũ trụ, cái trục của trái đất có những sự thay đổi. Có những sự thay đổi nhất định. Trục Bắc Nam và trục Đông Tây đang có những biểu hiện của sự thay đổi. Tôi trộm nghĩ rằng có như vậy đó, chúng ta nhìn theo chiều hướng đó thì chúng ta mới giải thích được cái chuyện của khí hậu nó mất ổn định như ngày hôm nay. Tôi là một người nông dân và tôi nhìn như vậy. Một người nông dân thì sống chung với thiên nhiên, và cái cảm thụ của tôi nó là như thế. Có nhiều anh chị em sẽ cảm thụ theo một chiều hướng khác. Các anh chị em chỉ có học, các anh chị em chỉ có các trường đại học thôi,
thì các anh chị em sẽ nhìn theo kiến thức của sách vở, kiến thức của các trường đại học, kiến thức của các vị giáo sư truyền thụ cho các anh các chị. Nhưng chúng tôi cảm thụ từ thiên nhiên, cảm thụ từ tự nhiên và chắt lọc những cái tin tức của hai phía, tức là bên bên phía thuận cũng như bên phía nghịch, về cái ý tưởng rằng trái đất này đã bị nóng lên là vì con người ta can thiệp vào quá nhiều, là vì cái hiệu ứng lồng kính thế này thế nọ. Thì cả hai bên, gọi là bên chống cũng như là bên thuận cũng như bên chống, là có rất nhiều những lý luận, có rất nhiều những kiến thức, và chúng tôi chạy theo những kiến thức đó, đi theo những kiến thức đó để chúng tôi tìm ra những một cái câu trả lời nó phù hợp với sự cảm thụ của những người sống với thiên nhiên, từ thiên nhiên, từ tự nhiên, từ môi trường sấm sét khốn cực của đời sống làm của người làm nông để đi lên. Thì từ cái chuyện làm nông, từ cái chuyện nghề nông, cũng đâu đó xin cùng nhắc với nhau rằng vấn đề lương thực của Việt Nam sẽ có những sự báo động. Những người có quyền lực tại Việt Nam họ bị chi phối từ nhiều phía, và thực ra cái kiến thức của họ cũng không có nhiều lắm. Cho nên chúng ta đang cần đến lúc phải chuẩn bị là chúng ta tự lực cánh sinh, tức là chúng ta chuẩn bị, chúng ta cứu lấy chúng ta. Và cái câu chuyện lương thực đó là câu chuyện hết sức cần thiết để chúng ta quan tâm. Xin đừng để bị chết đói. Và điều đó nó sẽ xảy ra trên đất nước của chúng ta cũng như trên toàn thế giới. Thưa các anh chị em, câu chuyện COVID, xin đừng quá coi thường cái chuyện COVID. Tuy nhiên, cũng xin đừng quá sợ hãi về cái chuyện COVID. Thứ nhất, chúng ta cần phải nhìn rằng chúng ta phải chấp nhận sống chung với cái chuyện COVID. Và cái con cúm, ngày hôm nay nhiều người vẫn gọi là cúm tàu. Tôi, trước đây một năm, tôi cũng gọi là cúm tàu. Bây giờ tôi không gọi là cúm tàu. Giờ tôi gọi là cúm Mỹ. Vấn đề là Mỹ nào? Mỹ Dân Chủ, Mỹ Do Thái, hay là Mỹ Cộng Hòa, tức là Mỹ Bảo Hiến. Tôi nghĩ chúng ta nhiều khi nói rằng là tư tưởng của chúng ta không thể cố định được. Tư tưởng là nó biến dịch theo kiến thức. Chúng ta thu nạp kiến thức, và từ kiến thức nó tạo ra cái gọi là niềm tin, cái gọi là tư tưởng của chúng ta. Thưa các anh chị em, tôi rất khó, ánh sáng chiếu ngay vào mặt cho nên rất khó để có thể theo dõi được các cái sự trao đổi. Cho nên tôi sẽ, khi mà thỉnh thoảng tôi mới nhìn vào cái màn hình phụ để tìm xem những cái comment nào các anh chị em mà tôi thấy cần thiết phải 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 phân tâm. Bác Vũ Công có đề cập đến là ai còn lo lắng về COVID thì hãy thường xuyên dùng gừng pha nước nóng uống hàng ngày để bổ trợ kháng nguyên cho cơ thể để chống lại những sự thay đổi bất thường của thời tiết cũng như ngừa nhiễm bệnh tật, trong đó có cả COVID. Chính xác, thưa anh Vũ Công. Chúng ta không nên quá lo ngại, tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá coi thường. Cái câu chuyện con cúm COVID đó, nó đặc biệt, nó khác với những cái con cúm bình thường. Cho nên khi mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có người nó gây gây lên, hoặc là đặc biệt là cái huyệt đại chùy của chúng ta, ngay sau lưng của chúng ta, cái huyệt đại chùy và huyệt tâm dung, tức là chúng ta thấy chúng ta thở nó bị lạnh, chúng ta thấy thở nó hơi tưng tức, tức là nó không có nhịp thở, nó không có bình thường, mà nhiều khi chúng ta cảm thấy như nó bị hụt, tức là cái phổi của chúng ta nó, tại vì nó bị lạnh, nó bị âm, nó bị hàn nhập, cho nên là thở nó khó khăn. Bởi vì ta nói đến nhiệt và hàn, tức là khi mà cái phổi của chúng ta bị lạnh, tức là bị hàn nhập, cúm đó, đánh vào đó, thì các cái hồng cầu và bạch huyết cầu của chúng ta nó phản ứng rất là yếu. Khi mà tại vì nó thay vì nó chỉ có bổ trợ sức lực cho chúng ta, thì nó phải phân tâm là nó đánh với cái bọn
COVID nhào vào chúng ta, đánh vào chúng ta từ lỗ mũi, từ miệng của chúng ta, tức là đánh ngay vào trong buồng phổi, thì chúng ta sẽ thấy nó khó khăn, nó khó thở và nó tức tức. Nó không phải là đau tim, nó cũng không phải là đau phổi. Thì đó là chúng ta phải hiểu rằng trong nội lực của chúng ta, trong phổi của chúng ta, trong con người của chúng ta là hệ thống, gọi là hệ thống nhân dân tự vệ đó, tức là lực lượng nhân dân tự vệ, tôi gọi hồng vệ binh tôi xin lỗi, tôi gọi hồng huyết cầu và bạch cầu là nhân dân tự vệ ở Mỹ thì gọi là lực lượng bảo hiến gọi là tức là lực lượng tự vệ thì nó đang phải làm việc, cho nên người của chúng ta nó có những sự mệt mỏi và chúng ta hít vào không khí đầy, chúng ta cảm thấy như là nó có một cái lỗ hổng nào đó trong buồng phổi của chúng ta. Chúng ta hít nó không có được, tức là không được 8 trên 10 hay 10 trên 10, mà nó chỉ tới được cái 6 trên 10 thôi. Tôi nói là đó là những người biết thở hít rồi, chứ không phải, chứ còn đại đa phần chúng ta là chúng ta không có biết thở hít. Chúng ta thở hít hết sức là nhạt nhẽo, tức là chúng ta chỉ cái buồng phổi của chúng ta thở đó, nhất là dân văn phòng và dân thành phố đó, chúng ta thở cùng lắm là 30 đến 35%, tức là cái buồng phổi của chúng ta đó là cái, nó giống như cái phễu đó, cái miệng phễu là bên trên, tức là cửa phổi của chúng ta là cái miệng phễu, trong khi cái đáy phễu đó nó là cái nó hình tam giác, nó trũng, nó hẹp xuống ở dưới đó. Thì cái tầng hẹp đó chính là thán khí, và rất ít người mà có thể thở được để mà nó cái thở nó tròn được, tròn đầy được, tức là cái chóp hẹp ở dưới nó sẽ phùng ra, nó thở ra nó thành tròn như thế, mà chúng ta hầu hết là chúng ta như thế này, tức là ở dưới bị hẹp, ở trên thì to, ở dưới hẹp, chúng ta thở cái bình thường của chúng ta đó, chúng ta không tập tành, chúng ta không quan sát, thì chúng ta chỉ thở 30 đến 35% gọi là cái chức năng cái trái phổi của chúng ta mà thôi, cái quả bong bóng gọi là bong bóng khí lực của chúng ta. Cho nên nên tập thở, tìm hiểu, chứ không phải cứ hít ra thở vào phì phà phì phạch phì phà phì phò, nghĩa là đã thở đủ, thưa không, 80% con người ta không có thở đủ. Thưa các anh chị em, cái chuyện con COVID khi mà nó tấn công vào chúng ta như vậy đó, thì chúng ta phải tìm cách để chúng ta tạo thêm cái năng lực, tạo thêm sức lực cho cái đội ngũ nhân dân tự vệ, tức là bạch cầu của chúng ta, hồng hồng cầu của chúng ta, là chúng ta phải tạo sức lực cho chúng nó, để chúng nó tống khứ cái bọn nó gọi là cúm. Tôi gọi là cúm thế lực ngầm, chứ tôi giờ thì tôi không gọi là cúm tàu, anh tàu chỉ là tay sai thôi. Cái cúm đó là cúm Bill Gates, cái cúm đó là cúm Rockefeller, cái cúm đó là cúm Rothschild, cúm dân chủ. Các anh chị em, dân chủ giả hình, dân chủ giả cảnh, chúng nó mượn danh dân chủ để chúng nó giết dân và giết chủ, giết dân và giết chủ của dân, tức là con người giết người. Thế đây là sau tôi là cây ngải cứu. Từ khoảng 2 năm nay là tôi trồng hầu hết là cây lá chung quanh tôi là hầu hết đều đều là cây thuốc hết. Bị nghiêng quá phải không? Thì những anh em nghèo ở Việt Nam cũng như những anh em có cơ hội, tức là trồng trong nhà mình 3 4 cái trọng, thì đây đây là cái loại cây tôi nghĩ trong vòng 2 năm nữa, từ giờ và 2 năm nữa vô cùng cần trong nhà có 1 2 chậu như thế này, để chúng ta tống khứ chúng nó đi. Trái hành cũng vậy, củ hành là chúng ta sắt ra làm đôi để trong phòng,
Tại vì cúm nó là một hình thức vi sinh vật, nó là một hình thức vi trùng, vi khuẩn, vi trùng, nó cực kỳ nhỏ và nó bay trong không khí. Và chúng nó rất thính mũi của chúng nó. Cho nên khi mà trong nhà chúng ta có hành, có tỏi mà đập dập ra đó là chúng nó có vào được, chúng nó cũng bay đi ngay. Cho nên khi mà chúng ta cảm thấy chúng ta bị lạnh phổi, cảm thấy chúng ta thở yếu thì chúng ta dùng ngay tỏi và gừng giã dập ra, tỏi gừng với muối, rồi chúng ta nấu nước sôi, chúng ta trộn vào thành một cái bát, một cái tô, và chúng ta chùm đầu bằng khăn, chùm đầu để cái nước sôi đó chúng ta hít vào, chúng ta hít vào mũi và hít bằng cả họng, há miệng ra, hít hít bằng cả mồm lẫn mũi. Cái bọn vi trùng đó nó đầy trong khoang mũi của chúng ta. Nếu chúng ta bị tấn công là nó đã vào tới khoang mũi, và khi mà cái phổi của chúng ta thấy nó lạnh lạnh, nó bút bút, nghĩa là nó đã vào tới trong và nó đang chiến tranh, cuộc chiến tranh đang xảy ra ngay trong phổi. Thế nên chúng ta phải 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 giúp đỡ cái đội ngũ nhân dân tự vệ của chúng ta, tức là hồng vệ binh, à hồng cầu của chúng ta, bạch cầu của chúng ta, để chúng nó đủ sức để chúng nó tống cổ cái bọn cúm dân chủ ra. Chừng 3 ngày là chúng ta có thể tống nó ra được. Tuy nhiên sau đó thì sao? Hồi nãy chúng ta đề cập với nhau là cái cúm này nó khá đặc biệt, chứ nó không có nó không có dễ chết, cho nên chúng ta cứ dễ dàng bị tái lại hoài, tái lại, hoặc là chúng ta bị mưa, bị ngấm mưa giữa đường, là cái hàn nó nhập vào trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt là gọi là thành phố hồ chó mưa, thành phố hồ bả chó, đó là bây giờ là ngập lụt khủng khiếp, kể cả là Thăng Long cũng thành thủy cung, tức là thành thủy cung Thăng Long, mỗi lần mưa là Thăng Long thành thủy cung, Hà Nội thành thủy cung. Chúng ta sống trong một cái xã hội mà chúng ta giao khoán cái quyền lực của xã hội, quyền lực của đất nước cho một cái bọn khỉ đó đít, thì chúng ta bị ngập, chúng ta bị lụt, đó là chuyện đương nhiên. Cho nên đừng có than phiền, đừng có cãi cung. Cái gọi là trách đầu tiên, nếu cần phải trách là trách chúng ta đã im lặng, chúng ta đã đồng loạt, nên nó mới xảy ra cái tình trạng ngày hôm nay, cứ động một cái là Hà Nội trở thành thủy cung Thăng Long, động một cái là Hồ Chí Minh thành là hồ chứa mưa, và các chị của chúng ta tội nghiệp lội bì bì bõm bõm, ngâm đủ thứ ở dưới nước, mà nước đó đâu phải nước sạch đâu. Tiên của các chị là cũng bị ngâm be bét, tức là ngâm dập vùi ở dưới nước bẩn như vậy. Bướm lùng nó bay lên trời, nó bay với không khí, nó bay tự do như vậy, trong khi là các chị đem chúng nó nhúng xuống nước, nó không chết nó là may rồi. Cho nên thưa các anh các chị, chúng ta cần phải tự vệ. Trong cái chuyện COVID thì khi chúng ta chớm bị là chúng ta phải chữa ngay. Cái này đó nên trong nhà ai cũng nên trồng 5-3 bồn này. 5-3 bồn này là đủ cho một gia đình 10 người. Mỗi khi tôi bị, tôi thấy gai gai, tôi thấy lạ là tôi thử, test thử, và khi mà thấy xong nó chừng 3 ngày tôi nhai cái này không, mỗi một ngày tôi nhai 3 lần, nhai xong nuốt, mà nhai thật kỹ rồi nuốt. Xong nó khá dai dẳng, nó khá lì lợm, cho nên chúng ta phải thường xuyên dùng cái này, dù rằng là chúng ta cảm thấy là không thoải mái đi nữa thì một tuần chúng ta cũng nên nhai 1-2 lần, hoặc không nhai được thì nấu trà, nấu nước như nấu trà. Cái này ở Việt Nam nhiều lắm, cây ngải cứu. Tại sao gọi là cây ngải cứu? Cha ông của chúng ta hay vô cùng. Tại sao cái này gọi là hương nhu?
tại sao gọi là phương du, này là trồng mấy cây này này tôi nhớ mẹ tôi vô cùng. Bà lúc nhỏ là tôi hay đi xin, nhà thì không có trồng được. Bố tôi không có biết nhiều về nông nghiệp. Mẹ tôi thì bận quá nhiều chuyện là về chợ búa cho nên là nhà không có trồng được cái gì cho nó ra hồn, đặc biệt là những cây thuốc, cho nên cứ phải xin hàng xóm. Tôi nhớ là nhà tôi trước cửa nhà tôi qua con đường tức là cái vùng của tôi là nhà khá rộng, các nhà đều có sân phơi lúa, sân phơi thóc ở trước nhà. Từ nhà của mình đến cái qua cái sân phơi lúa, cái sân phơi lúa, sân phơi thóc thì nó cũng rộng khoảng 20 mét, tức là chiều chiều mà đi ra tới đường nó thường là nó cũng phải 20 mét, 25 mét, còn chiều ngang nó cũng khoảng 30 mét hoặc là 40 mét. Qua cái sân đó thì tới cái con đường, rồi từ con đường nó lại qua một cái sân của một các hàng xóm, rồi mới đến nhà của các hàng xóm. Thì trước cửa nhà tôi là có một 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 gia đình rất thân đối với gia đình chúng tôi, tức là thân với những người con, tức là những người anh của tôi hoặc là tôi, chứ còn bố tôi thì không thân lắm. Đây là điều đáng tiếc. Bố tôi là người có Tây học, và có lẽ là ông nhìn cái chuyện Tây học của mình nó khá là đặc biệt, cho nên ông hơi coi thường những người khác, những người hàng xóm, gọi là những người hàng xóm mà ông coi là ít học. Tôi nghĩ đây là một cái nỗi buồn rất lớn của tôi. Khi mình sinh ra trong một gia đình như vậy, tức là có những cái hoàn cảnh đặc biệt mà cha của mình, bố của mình không có gọi là hòa đồng được với hàng xóm, không có hòa đồng được với làng mạc. Dù rằng tất cả đều là những người lang bạt đi từ Bắc vào Nam năm 1954, dẫu rằng có khác tỉnh đi nữa, bố tôi là người Hải Dương. Thì dù rằng những người chung quanh là những người Bắc Ninh, những người đến từ Bắc Ninh, từ quê Bắc Ninh vào, hoặc là Thanh Hóa, hoặc là Hải Phòng vào, thì một cái, tôi nói là một cái rất là xấu đó, một cái rất là tệ của người Bắc di cư đó. Người Bắc di cư giai đoạn năm 1954 đó là làng nào sống theo làng đó, và làng nào, tức là làng nó là Hải Dương nhỉ, thì là lấy lẫn nhau, tức là chỉ người trong làng lấy nhau, chứ lấy người bên ngoài làng thì là bị dị nghị ngay, thậm chí là dòng họ không nhận. Trong trường hợp bố mẹ tôi là vậy, bố tôi lấy mẹ tôi là người Nam Định, thì bị dòng tộc và làng coi là quân thiên hạ, cho nên là sống rất khó ở cái làng của bố tôi, cho nên nó là hai ông bà phải dắt nhau đi lang thang. Vâng, lan man những cái chuyện như vậy thì tôi muốn nhắc lại, tại vì nó liên quan đến cái cây này. Cây này nhiều người gọi là lá ăn phở, mẹ tôi gọi là cây hương nhu. Thì trước hàng xóm của tôi là nhà hàng xóm có bác tên là bác Bóng, người Kiến An. Kiến An là thuộc Hải Phòng hay là Hải Dương gì tôi không không có lắm, tôi nghĩ là thuộc Hải Phòng. Đó là người Kiến An. Và có một cây này rất lớn, tức là cây này mọc lên bể sau nước của nhà bác. Bác thì có những người con, những người hơn tuổi tôi thì không thân, tức là tôi và các anh ấy thì không thân nhau lắm. Nhưng dưới tôi 2 3 tuổi đó thì là thân nhau lắm, thân 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 cực kỳ luôn, thân có thể gọi là thân sống chết với nhau đó. Thì Hương Nhu là đối với tôi là cả một trời, gọi là trời kỷ niệm của mẹ tôi, tại vì bà là mỗi lần bà gội đầu, bà tắm là phải có lá hương nhu.
và tôi là người đi xin lá hương nhu, mà nhiều khi đó là xin chỉ có nhà bác Báu thôi thì đâu đâu có đủ, là phải xin ba bốn nhà khác nữa thì mới đủ. Không phải là tại vì 4 5 ngày là lại là cần một cái nồi nồi sông như vậy, cho nên là thí dụ như nhà bác Báu là trồng cái cây này là chủ yếu để cho làm tiết canh của heo, tức là tiết canh lợn, tiết canh heo, và kể cả là dùng cho thịt chó. Ngày hôm nay khi nói đến chữ thịt chó là tôi băn khoăn lắm, day dứt lắm, không dám đề cập đến cái đề tài đó, bởi vì nó sẽ ở một những cái mảng riêng khi mà tôi đề cập đến vấn đề thịt chó, bởi vì nó xung đột, nó gây sự xung đột rất nhiều, đặc biệt với những người đã từng là hàng xóm với nhau, đã từng bỏ xứ Bắc vào Nam. Trời nóng quá đó, cho nên tôi sẽ cởi cái áo ngoài. Rất cảm ơn các anh chị ở trên YouTube cũng như là ở trên Facebook đã có gợi ý với tôi rằng anh cái quan niệm của anh, cái quan điểm của anh như thế nào về một cái thể chế trong tương lai của Việt Nam nên chăng sẽ chọn nền Cộng hòa giống như Mỹ. Thì trước khi đi vào cái đề tài quan trọng đó, lại một lần nữa lặp lại với xoay lại với các anh chị em về cái chuyện COVID, là chúng ta cần phải trang bị suy nghĩ rằng chúng ta phải sống với COVID, và hãy trồng những cây ngải cứu, hãy dùng tỏi, hãy dùng gừng, dùng mật ong, dùng sả để tự chữa cho chúng ta, không cần phải thuốc men gì cả, không cần phải thuốc tây, thuốc tây, thuốc tàu hay là thuốc Âu Châu gì cả. Nó có hai cái loại lá cây mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là cái lá này là lá để mà chống và trị COVID cúm. Và hồi nãy tôi đề cập tại sao gọi là lá ngải cứu. Ngải là bùa ngải đó. Cứu là cứu hộ, cứu là bảo vệ, cứu là cấp cứu đó. Bùa người ta hiểu là thần cũng được, người ta hiểu là ma cũng được. Cho nên cái cha ông của chúng ta khi dùng cái chữ ngải cứu là chúng ta hiểu, phải hiểu đâu đó rằng đây là cái thứ cực kỳ cần thiết cho chúng ta để chúng ta cứu bệnh. Cái thứ hai là cây thông. Tại sao lại là thông? Lá thứ hai là lá thông. Tại sao cha ông chúng ta lại đặt tên là thông? Đặc biệt là thông ngũ trâm và thông hai lá. Thông hai lá ở Việt Nam có một số các anh chị em ở tại miền Bắc, ở vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, các anh chị em của người người gọi là người dân tộc của chúng ta đó, đồng bào Nùng, đồng bào Dao, đồng bào Tày, thì cái vùng đất đó là một cái vùng đất mà theo sự nghiên cứu của tôi đó, đó là một vùng đất có cái chất dược thảo, trồng người ta trồng dược thảo trên những vùng đất đó là cái dược tính nó rất là cao. Trà cũng vậy, trồng trà trên đất đó là bán rất đắt, bán cái thành phẩm trà đó là hết sức là đắt. Quế cũng vậy. Thì chúng ta rất cần khai thác những cái lá thông đó. Thông đó gọi là thông thông đuôi ngựa, mã vĩ, thông mã vĩ, tức là thông hai lá. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ có uống một lần, mỗi một liều là 20 ngày nhé. Đừng uống quá, cũng đừng đừng uống quá 20 ngày, cũng đừng uống dưới 20 ngày. Mỗi một lần uống là phải 20 ngày.
Bởi vì uống nhiều quá 20 ngày đó nó ảnh hưởng đến cái khả năng sinh lý, tức là nó giảm đi cái ham muốn nơi cả hai người, chứ không phải là tức là cả nam cả nữ. Cho nên ngày xưa đó rất là nhiều những bậc thiền sư đó, người ta dùng cái lá thông, đặc biệt là thông ngũ trâm, tức là thông năm lá kim đó, để người ta một phần áp dụng cho cái đời sống gọi là tiệt dục của người ta, nó làm giảm đi, bớt đi cái ham muốn, nó tránh đi. Thì chúng ta nên dùng là chỉ có 20 ngày thôi lá thông kim. Ở Việt Nam thì khó tìm ngũ trâm, nó có nhưng mà không có, nhưng mà khó tìm. Tuy nhiên là chúng ta có những anh chị em hoạt động Facebook của đồng bào dân tộc Tày Nùng đã làm rất tốt mà đều là những người tu theo một cái hệ phái mật tông hết sức đặc biệt. Cho nên chúng ta nên 3 4 tháng chúng ta lại trở lại uống một đợt, có thể là 12 ngày, có thể là 20 ngày, 3 4 tháng. Cái đó là nó chống được cái chuyện Covid, trị được cái chuyện Covid, thậm chí đặc biệt liên quan đến cái tôi gọi là hậu vaccine. Chúng ta ngày hôm nay đó, cả thế giới chứ không phải chỉ có Việt Nam không, chúng ta bị rất là trầm trọng về cái chuyện vaccine, hậu vaccine. Cái đó là cái lớn nhất chứ cái hậu Covid thì nó không phải là điều lớn lao. Cái sự trầm trọng nhất chính là cái gọi là hậu Covid. Và khi đã nói đến hậu Covid thì cái lá thông nó rất là cần thiết. Lá ngưu bàng cũng vậy. Lá ngưu bàng tức là tiếng Latin là Axtium lapa, Axtium lapa tức là lá ngưu bàng. Củ ngưu bàng cũng vậy. Ở Việt Nam là có nhiều người đã trồng thành trang trại, trồng ngưu bàng đấy. Ngưu bàng thì dễ trồng lắm. Ngưu bàng mà mọc hoang đó thì rất là khó để mà lấy củ, bởi vì nó là cái thứ đâm thẳng xuống, tức là rễ của nó đâm thẳng direct xuống, đâm chúi xuống dưới, cho nó lấy được một cái củ của nó đào rơi linh hồn đào mệt lắm đó. Thì mới lấy được cả cái củ đó, tức là đặc biệt là những củ nó cỡ bằng cổ tay, tức là nó cả hàng mấy chục năm rồi, nó cứ mọc đi mọc lại, mọc đi mọc lại. Cái mùa đông ở Âu Châu đó, mùa đông thì nó rụi đi, nhưng mà mùa hè nó lại lên lại. Thì những cái củ đó nó bằng cổ tay, bằng cổ tay nó dài cỡ nửa nửa mét rồi, mà nó nằm sâu xuống, tức là muốn đào được nửa mét đó thì phải đào ít nhất là xuống tới 80 mét, à 80 cm mới lấy được 50 cm của cái củ đó. Đất mềm mềm thì đỡ, chứ còn đất đá đất cứng là căng lắm. Trong khi ở Việt Nam đó, là có nhiều người đã trồng, và trồng thì thu hoạch nó dễ thôi, tại vì trồng thì đất tơi, đặc biệt là những vùng đất đỏ thì đất nó tơi, nhổ thì nó hơi nặng nề so với củ sắn. Củ sắn tức là củ khoai mì. Củ khoai mì thì nó ăn ăn ngang, nó thành ra một chùm ăn ngang, còn đây nguyên một cái cây cây ngưu bàng nó chỉ có một củ thôi, và nó ăn sâu xuống dưới, đâm thẳng xuống dưới chứ không đâm ngang. Thì chúng ta dùng cái ngưu bàng như vậy. Ngưu bàng chúng ta có thể mua bây giờ khá nhiều, khá phổ biến. Chúng ta mua củ, người ta sắt ra giống như là, tức là củ giống như củ cà rốt, người ta sắt ra người ta bán, thì mình uống như uống trà cũng được, mà chúng ta làm thành gỏi cũng được, tại đó ăn được. Có những người ta bán củ tươi, củ tươi cũng cũng ăn làm gỏi ăn được. Thì đó, một cái cây nữa là cây này gọi là cây Đức Bà. Cây Đức Bà tức là cái bông của nó tỏa ra rất là đẹp. Những cái thứ đó, những cái loại cây đó đó. Cây Đức Bà tiếng Việt gọi là cây gì nhỉ? Kế sữa, cây kế sữa. Thì nếu chúng ta tận dụng chỉ có
cái loại ba cái loại cây đó thôi. Cây thông, tức là đọt thông, à lá thông, thông mã vĩ ở Việt Nam thì dùng thông mã vĩ là có phổ biến, có nhiều được. Thông mã vĩ mỗi lần uống thì cũng từ 15 đến 20 ngày. Ngưu bàng cũng vậy, từ 15 đến 20 ngày. Uống như uống trà. Nhưng mà nấu đó là nó nấu kỹ hơn nấu trà. Nấu trà là chúng ta nấu sôi rồi chúng ta gọi là hãm trà, bỏ trà vào là nó ra. Còn đây nó là thuốc cho nên mỗi lần nó sôi là nước sôi rồi chúng ta thả. Nếu mà là loại khô là chúng ta thả vào, thì nếu mà là khô đó, thì nó phải từ 12 đến 13 phút để cái nước nó ấm 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 ấm. Tức là nó sôi nhỏ 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 như vậy chứ đừng có để sôi lớn, là từ 12 đến 15 phút nếu là lá khô. Còn nếu là tươi đó thì 5-7 phút sau khi mà nó sôi đó, chúng ta thả lá tươi vào thì khoảng chừng 7 phút sau chúng ta có thể dùng làm uống như uống trà, uống cả ngày, nóng lạnh gì cũng được. Lá kế sữa cũng vậy. Thì ba cái thứ đó mà chúng ta phối hợp được đó, thì ví dụ 1 năm chúng ta uống 2 lần thì không sợ cái gì nữa. Tại vì tất cả những cái thứ độc trong người, đặc biệt là kêu là vaccine, cái hậu vaccine chính là nano, và tức là những cái kim kim loại nặng thì nó sẽ thải ra, nó thải thủy ngân được thì cái các cái nano kim loại là nó thải thải ra được hết. Tuy nhiên nó có vấn đề liên quan đến vaccine thì nó có vấn đề tâm linh nữa. Cái này thì khó nói, tại vì để mà điều chế ra vaccine người ta có cả thai nhi trong đó, các cái chất của nhau thai và kể cả những gọi là những cái thai mà người ta lấy ra đó, người ta gọi là bỏ thai đó. Thì tất cả những cái đó là bên y học, bên các cái nhà thương họ không có vứt đi đâu. Nhiều người cứ nhìn là nó vứt đi, thậm chí ngay đứa con khi mà mới đẻ ra, đứa trẻ mới đẻ ra là người ta cứ phập, người ta cắt liền, người ta cắt rốn liền. Cái đó là nó trái với cái nguyên thủy của tổ tiên của chúng ta. Nguyên thủy của tổ tiên của chúng ta là người mẹ đẻ ra là nguyên bọc nhau luôn. Khi đẻ đứa con rồi đẻ nhau ra thì cái đứa con trong vòng 1 giờ đồng hồ, từ 1 giờ đến 1 giờ rưỡi đồng hồ không có cắt rốn. Người ta chỉ có cắt rốn sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ, ít nhất là 1 tiếng đồng hồ, để cho chính cái gọi là cái bầu rau đó, cái diều rau đó nó chuyển máu vào trong cơ thể của đứa trẻ. Bởi vì đó là hài nhi mà, hài nhi lúc mới sinh ra đó là coi như cái phổi của cậu ấy, là cậu hài nhi chưa có thở được, từ trong bụng mẹ là thở tiếp máu cũng như thở là bằng cái bầu nhau, bằng cái tinh huyết của nhau, có thể nhau thai đó. Cho nên người ta đó là người ta, đặc biệt là cái bọn dân chủ nó khuyến khích người ta phá thai. Tôi không có âm mưu đâu nha, tôi không có thuyết âm mưu mẹ gì. Tôi sắp chết rồi, âm mưu miết béo gì. Vấn đề những gì tôi cảm nhận được, cảm nhận vừa bằng cái kiến thức tìm hiểu, vừa bằng cái cảm thụ của tâm linh. Thì đó, cái chuyện vaccine nó có những cái, bởi vì nó là ADN, cái COVID nó cũng có ADN trong đó. Các cái con cúm thường nó không có cái chuyện dính líu đến ADN trong đó, nhưng mà cái con COVID nó có cái chuyện ADN trong đó. Và vaccine thì nó cũng đi theo cái hướng ADN đó. Mà đã nói đến ADN là DNA đó, là liên quan đến đến thai nhi. Cho nên tại sao có những cái hội thánh gọi là hội thánh của bên Tin Lành đó, là họ cấm giáo dân tín hữu của họ, cấm tín hữu của họ không có được trích vaccine. Lý do là gì, là vì sao? Là vì liên quan đến thai nhi, các tế bào, các cái vi tế bào thai nhi. Thưa các anh chị em, chúng ta chấm dứt cái câu chuyện gọi là hậu COVID, hậu vaccine. Ở đây không biết là
máy phụ tôi không nhận được cái gì nữa hết, không nhận được cái gì nữa. Vâng, điều thứ hai là trước khi qua cái đề tài chính đó, hôm nay lan man nhé, không nhìn thấy được gì hết. Điều thứ hai nó liên quan đến một cái bài trình bày của tôi cách đây 2 3 ngày, thì nó liên quan đến niềm tin, nó liên quan đến tâm linh, thì một số các anh chị em có phàn nàn rằng à tôi có vẻ như là tôi bài xích bên Công giáo, vậy tôi là vô thần. Đi. Một lần nữa xin minh định lại với các anh chị em, tôi là người Công giáo, tôi tin ông Giêsu, nhưng tôi không, thú thật với các anh các chị, tôi không tin ông Giêsu là Thiên Chúa toàn năng, là ngôi thứ ba. Điều này nó khá giống với bên Rêu-va, tức là bên Do Thái giáo, họ coi ông Giêsu là một vị thần, là một vị thần đã dám chết để bảo vệ quyền lợi của dân tộc, của Chúa chọn, tức là dân tộc Do Thái. Họ coi Ngài là một vị thần. Và tôi, các anh chị em có thể là buồn, những người khá là thân với tôi trong thời gian vừa qua, người Công giáo, thì khi nghe tôi nói rằng có thể là các anh chị em buồn. Tôi coi Đức Giêsu là một vị thần. Và niềm tin của chúng ta, khi con người vô thần là con người không có niềm tin, thì không có niềm tin đó, thì người ta nói những cái chuyện nghiệp với không nghiệp, tiền nghiệp với không tiền nghiệp, thì là chúng ta sẽ trôi nổi. Khi mà chúng ta không có tâm linh thì gần như là chúng ta mù. Tức là về về tâm hồn của chúng ta, về tâm linh của chúng ta, về cái gọi là vong hồn của chúng ta, là chúng ta mù lòa. Và mù lòa như vậy thì rất dễ bị dẫn dắt bởi những cái thứ vong linh tinh. Cho nên khi mà tôi tin là như vậy, tôi tin rằng nếu chúng ta là những người chủ trương sống vô thần đó, thì khi mà chúng ta chết đi đó, thì chúng ta sẽ bị những cái vong vớ vẩn, những cái vong, tức là những vong mù mù lòa họ dẫn đi, mà nó dẫn chúng ta thành lung tung đó. Mà khi mà dẫn lung tung như vậy đó, 5 2 năm 3 năm thì chúng ta thành ma lúc nào chúng ta không biết, gọi là trở thành vong ma, không đi đến đâu được cả, cứ luẩn quẩn thành vong ma. Thì khi mà niềm tin của chúng ta là gọi là niềm tin về thiên đàng, niềm tin thiên đàng của Thiên Chúa giáo đó, thì niềm tin ở đâu, thì khi chúng ta mất đi cái gọi là cái con mắt nó đi theo hướng đó, tức là cái hướng tâm linh nó đi theo hướng đó. Thiên đàng là một cõi của người, gọi là của người Thiên Chúa giáo. Tôi nói Thiên Chúa giáo nghĩa là kể cả là giao về lẫn Tin Lành, lẫn chính thống giáo, lẫn Công giáo, nó gọi là tôi gọi chung là Thiên Chúa giáo, thì họ có cái cõi của họ để họ về, họ niềm tin nào thì khi anh thác đi anh sẽ đi theo cái gọi là cái ống dẫn đó, cái con đường đó, cái link đó. Và khi anh không có một cái link nào hết thì anh hồn anh vừa thoát ra thì anh bị dắt bên này, anh bị dắt bên kia, và tà ma ngoại đạo dắt, tất là những vong vớ va vớ vẩn dắt chúng ta đi, và chúng ta thành là những cái vong, gọi là vong vong không có, gọi là không có quê hương, vong không có nơi đến, vong không có cõi nào cả. Thì Phật giáo cũng vậy. Phật giáo thì tin rằng có nhiều cõi, và con người ta khi xác thân mất đi thì cái hồn đó là đi theo hoặc là cõi thiện hoặc là cái cõi bất thiện, tùy theo cái đời sống của người đó, khi mà hành xử trong đời sống gọi là hành xử ác thì sẽ bị dẫn theo cái ác, hành xử thiện sẽ đi theo cái con đường thiện. Và đặc biệt là cái giờ gọi là giờ lâm chung đó, là cái giờ hết sức cần tỉnh táo, bởi vì lúc đó là giữa tranh tối tranh sáng, cái hồn rất là mơ hồ cái con đường đi,
khó có thể định được cái con đường để cho người ta đi, cho nên dễ bị lạc. Cho nên vì thế cái yếu tố tín ngưỡng, yếu tố tôn giáo nó đều cần thiết, nó hết sức cần thiết. Tuy nhiên đừng có mê muội, đừng có mê cuồng, và đừng có để cho người ta lợi dụng tôn giáo, lợi dụng tín ngưỡng, lợi dụng đạo giáo để người ta dẫn mình, xỏ mũi mình, dắt mũi mình giống như con bò, con cừu. Bây giờ trở vào lại cái đề tài, trở vào cái đề chính, cái đề tài muốn trao đổi với nhau. Một số các anh chị em có gợi ý rằng ở Việt Nam có nên đi theo một cái mô hình cộng hòa của Mỹ hay không? Anh Bảo Bình có còn mang lên là tin đạo chứ đừng tin người có đạo. Tin tuyệt đối vào Thiên Chúa và Phật nhưng không thể tin hết vào con chiên và tăng ni Phật tử. Có lẽ tôi cũng đồng ý một 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 nửa điều anh nói, tại vì nó khá nặng. Đối với tôi cứ bảo rằng đi đạo nhưng không tin người có đạo thì nó đau quá. Chúng ta phải biết tin nhau. Vấn đề là cái gọi là nhau của chúng ta đó. Cái chung của chúng ta, cái bạn hữu của chúng ta, cái mà chúng ta gọi là nhau đó. Mà tổ phụ chúng ta coi là cái rốn, cái nhau gọi là nơi chôn nhau, cắt rốn đó. Thì nếu mà chúng ta bị ám ảnh cái câu là đi đạo nhưng không tin người có đạo thì nó nặng nề lắm đó. Cho nên chúng ta cần phải biết chắt lọc để chúng ta đừng đánh mất niềm tin nơi nhau. Bởi vì chúng ta gọi là đi đạo mà không tin người có đạo thì khác gì là cái câu của ông Giêsu ông nói rằng ta là anh em ngươi chính là ta, tức là những người nghèo đói vất vưởng ngoài đường, anh em ngươi chính là ta. Vậy những người là cùng đạo hữu, cùng bổn đạo với nhau thì chúng ta không là anh em thì chúng ta là gì? Chúng ta đâu đó chúng ta là anh em. Có những người họ 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 vì họ mù tối, họ mù lòa, họ đi cái con đường của họ nó trật, thì chúng ta tìm cách để cùng với họ để nói rằng à con đường nó trật, để đi lại cái con đường chính xác hơn. Tuy nhiên không nên nhìn, tức là tôi cái câu này là từ trẻ, từ khi tôi còn nhỏ là tôi đã bị ám ảnh, nghĩa là đi đạo nhưng không tin người có đạo. Thì đối với tôi cái niềm tin con người ta nó quan trọng, chúng ta phải biết tin người. Chúng ta mà gọi là không tin được nhau đó, mang cái suy nghĩ không tin nhau như vậy thì chúng ta khó làm việc vô cùng. Và chúng ta sống cuộc sống của chúng ta như vậy nó trở thành à chúng ta chỉ chờ mong chúng ta lên thiên đàng thôi. Bởi vì nước ta là nước trời, nước ta ở trên thiên đàng chứ không, nước ta không phải là ở Sài Gòn, ở Việt Nam hay ở Hà Nội. Nước ta ở trên thiên đàng. Cho nên nó dễ đi trật đường rầy lắm. Vấn đề cộng hòa. Thực ra đó gọi rằng Việt Nam có nên đi theo cái mô hình cộng hòa của Mỹ không thì chúng ta cần phải nhìn với nhau là nền cộng hòa không phải là nền cộng hòa của Mỹ. Không phải là nước Mỹ làm ra nền cộng hòa. Nền cộng hòa từ thời Caesar nó đã có mặt rồi. Từ thời La Mã cả 2000 hơn 2000 năm trước đây đó là nền cộng hòa nó đã có mặt. Và kể cả là cái mô hình liên bang lúc đó nó cũng đã manh nha, nó không phải là manh nha mà nó đã có mặt. Vấn đề là sắc thái của nó chưa đủ trưởng thành. Thì cái nền cộng hòa đó ở Á Châu có chưa? Chúng ta đã hay nói đến Đài Loan, trong thời gian vừa qua chúng ta nói nhắc đến cái chuyện Đài Loan rất là nhiều. Thì ít người trong chúng ta nhìn Đài Loan là một nền cộng hòa lắm. Nhưng nó là một nền cộng hòa. Nó là truyền thừa từ cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911. Một cuộc cách mạng bất thành. Từ năm 1911 cho tới khoảng những năm 1916, 1917, tức là khoảng 5 năm trời,
nó đã đi ập ập ấy. Cái người dẫn đạo cái cuộc cách mạng đó là một vị bác sĩ, là một người lưu vong, tức là một người Trung Hoa lưu vong, hình như là lưu vong ở Haiti sao? Và từ ở Haiti thì tức là ông ta học Tây học, ông ta học học Anh giáo, tức là ông ta học những trường trường của người Anh đến hết trung học. Sau đó ông ta mới về Hồng Kông, về Hương Cảng, và ông ta học đại học ở Hương Cảng, cũng là một cái đại học có ảnh hưởng rất lớn của người Anh, của Anh giáo. Thì cái gọi là cái hình thái tư tưởng của ông Tôn Trung Sơn lúc bấy giờ, tức là cái giai đoạn năm 1910 1911, là ông Tôn Trung Sơn bị ảnh hưởng rất nhiều về về nền cộng hòa của thế giới. Mà năm 1776 Hoa Kỳ kéo cờ cộng hòa, kéo cờ cái nền cộng hòa liên bang Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Cho nên ông ta đem cái tinh thần đó để ông ta làm cuộc cách mạng mà người ta gọi là cuộc cách mạng dân quốc. Dân quốc tức là cộng hòa vậy, tên khác nhau thôi, chứ còn cái chủ nghĩa tam dân nó đặc thù là nó liên quan đến 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 cộng hòa. Chủ thuyết tam dân, thứ nhất là dân tộc là phải độc lập, phải có độc lập, dân tộc độc lập, dân quyền, cái quyền của dân quan trọng nhất là quyền tự do, tức là dân quyền thì tự do, dân tộc thì phải độc lập, và dân sinh thì phải là hạnh phúc. Cái chủ thuyết tam dân của ông Tôn Trung Sơn mà lúc bấy giờ là ông ấy ảnh hưởng tin lành rất là nhiều, ảnh hưởng tin lành của Anh giáo rất là nhiều, tức là đưa ra một cái chủ thuyết tam dân là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Và cái giai đoạn mà ông ta làm cuộc cách mạng đó, ông ta vận động cuộc cách mạng đó, tức là khoảng những năm 1903, 1905, 1908, 1910, thì cái giai đoạn đó là Việt Nam của chúng ta có một nhân vật đặc biệt và tiếp cận rất gần với ổng ấy. Đó là ông Phan Bội Châu. Họ gặp nhau ở ở Nhật Bản, do sự sắp xếp của một vị thủ tướng của Nhật ở cái giai đoạn lúc lúc mà gặp các vị này thì ông Khuyển Dưỡng Nghị chỉ là một 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 người hoạt động cách mạng, một bậc chí sĩ hoạt động cách mạng mà thôi. Ông Inu là chó nha, cho nên gọi là Khuyển Dưỡng Nghị, là Inu, là Inukai. Ông Khuyển Dưỡng Nghị Inukai Tetsujoshi, Inukai Tetsujoshi, nói khó quá cái tên của ông. Ông Khuyển Dưỡng Nghị khi ông ta là một cái nhân tố hoạt động cách mạng của Nhật Bản ở những giai đoạn năm 1900 đến 1910 đó, thì ông ta có giúp cho ông Phan Bội Châu, tức là cách mạng Việt Nam, và đồng thời là giúp cho ông Tôn Trung Sơn là cách mạng Trung Hoa rất nhiều. Cho nên đâu đó có thể gọi là cái tư tưởng để đề ra về nền cộng hòa, tư tưởng cách mạng của nền cộng hòa Á Châu, tổ sư không phải là ông Tôn Trung Sơn, mà tổ sư chính là ông Khuyển Dưỡng Nghị, ông Inukai Tetsu Roshi. Bởi vì ông là người giúp cho ông Tôn Trung Sơn có được quyền lực và tiền bạc tại Nhật Bản. Ông Phan Bội Châu của chúng ta cũng thế, tức là cuộc cách mạng Đông Kinh Nghĩa Thục cũng vậy, trong cái giai đoạn 1904, 1905, 1906 đó là những người này làm việc chung với nhau. Nó có một cái giai thoại, nó có một cái câu chuyện, không phải là giai thoại, nó là một cái câu chuyện đâu đó cũng làm cho chúng ta đau lòng.
lúc khởi đầu mà muốn tạo sự liên kết giữa cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ là manh nha, cái ban đầu gọi là cái phong trào tâm tâm xã, sau đó là Việt Nam Quang Phục Hội. Tại sao gọi là Việt Nam Quang Phục Hội? Chúng ta nhìn cái thời 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 của ông Tôn Trung Sơn, nó có Trung Hoa Quang Phục Hội hay không? Nó có gọi là Độc Lập Đồng Minh Hội hay không? Trung Hoa Độc Lập Đồng Minh Hội hay không? Tức là có giống y như nhau hết. Nghĩa là nó có một cái sợi dây xuyên suốt của một cái tư tưởng ban đầu, một cái tư tưởng ảnh hưởng trên cùng, chính là quyền giữ nghị Inukai Tsurushi, cuộc cách mạng đầu tiên về Cộng Hòa, và bọc trong ba cái quan điểm là dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc, đó đều ảnh hưởng từ ông Khuyển Dữ Nghị, một nhà cách mạng gọi là đặc biệt của Nhật Bản thời bây giờ, tức là giai đoạn năm 1900, 1908, 1920, ảnh hưởng đặc biệt đến Việt Nam, ảnh hưởng đặc biệt đến Trung Hoa, ảnh hưởng đặc biệt đến cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911. Vậy cuộc cách mạng Cộng Hòa, cách mạng Dân Quốc, tức là Trung Hoa thì gọi là cuộc cách mạng Dân Quốc, tức là của Trung Hoa Quốc dân Đảng, cuộc cách mạng Dân Quốc. Trong khi đó, ngày hôm nay khi mà chúng ta nhìn vào cái mô hình nền Cộng Hòa của thế giới, đặc biệt là nền Cộng Hòa của 1776, tức là cái bản hiến pháp 1776 của Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy rằng đâu đó nó có một cái sự xuyên suốt, nó ảnh hưởng lẫn nhau, nó ảnh hưởng vào nhau. Các anh chị em có còn nghe được hay không? Tôi không nhìn thấy cái gì cả. Trở lại cái cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911, nó bị dang dở từ năm 1911 khi ông Tôn Trung Sơn từ Nhật về về Hương Cảng, về về Trung Hoa để làm cuộc cách mạng đó, thì lật đổ được triều đình nhà Thanh. Tuy nhiên khi lật đổ được triều đình nhà Thanh thì phải có những sự liên minh, và đây chính là bài học và đưa đến cái lý do tại sao tôi xin phép được mạo muội trình bày cái nhận thức của tôi về cái chuyện, với cái câu hỏi của một một vị trên trên trang YouTube có hỏi rằng à, anh nghĩ như thế nào, Việt Nam có nên đi theo cái mô hình Cộng Hòa của Mỹ hay không. Thế khi cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 thành công thì nó lập tức nó đối diện với một một sự rạn vỡ, bởi vì nó thiếu chủ tổ chức. Dân thì muốn, dân muốn độc lập, dân muốn có tự do, dân muốn hạnh phúc, nhưng mà những người cầm đầu thì khi chưa thành công thì đều là theo ý dân cả, đều theo ý của Tôn Trung Sơn cả, nhưng khi thành công rồi thì không thấy dân đâu hết. Đó là đặc biệt liên quan đến một cái nhân vật là Viên Thế Khải, là một người gọi là tướng lĩnh của triều đình Mãn Thanh. Thì khi mà chúng ta chưa chuẩn bị kỹ được nhân lực, chưa chuẩn bị kỹ được các khâu tổ chức, tôi gọi cái đó là chính là giáo dục đạo lý. Khi chúng ta chưa đủ đạo lý, chúng ta chưa có tư tưởng, thì cái cuộc cách mạng cái cuộc cách mạng làm ra rồi thì nó sẽ trở thành cái cuộc cuộc cách mạng nó gọi là vỡ vụn các cuộc cách mạng. Xin lỗi các anh chị em nhé, tôi phải lấy cái áo tôi che đi, cái máy bắt đầu nóng.
Thì cuộc cách mạng năm 1911 nó chỉ được khi nó hình thành và nó thành công được lật đổ được triều đình Mãn Thanh rồi thì 5 năm sau, 6 năm sau là nó bị trầm trọng, nó bị thay đổi trầm kỳ quá gì đây. Đấy. Cái này lên đây. Cái sự thay đổi trầm trọng nó đến là do kỳ quá nào. Còn nhìn được không các anh chị em? Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Cái sự thay đổi cái sự chuẩn bị nó không có được kỹ lưỡng vì nó thiếu đạo lý, nó thiếu cái nền tảng đạo lý, nó thiếu sự chuẩn bị của một nền tư tưởng đạo lý nó vững vàng, cho nên nó xảy ra cái chuyện là cái thành quả của cuộc cách mạng đó nó bị méo xẹo. Và ông Viên Thế Khải đã gọi nên coi như là trở thành một nhân vật phản diện, tức là lật đổ ông Tôn Trung Sơn luôn. Cái vai trò lúc bấy giờ là ông Tôn Trung Sơn là tổng thống. Thì không phải chỉ có một cuộc lật đổ của ông Viên Thế Khải sau năm 1911, 5 năm sau, tức là khoảng năm 1916 là ông Viên Thế Khải lật đổ, mà khi mà bị lưu vong tiếp tục rồi lại trở lại một lần nữa đó, thì ông Tôn Trung Sơn lại bị lần thứ hai nữa bởi một người họ Trần. Thì chúng ta nhìn ra là khi một cái vấn đề rất trầm trọng đó là khi mà chúng ta muốn làm một cuộc cách mạng mà chúng ta không đủ nhân lực, không đủ đạo lý, không đủ tổ chức, thì chắc chắn cuộc cách mạng đó nó sẽ y như là cuộc cách mạng năm 1911, tức là cuộc cách mạng Tân Hợi của Trung Hoa, hoặc như là một cái cuộc cách mạng hết sức gớm ghiếc của chúng ta là cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Tức là nó sinh ra một cái thứ quái thai, nó sinh ra một bọn cướp mà cho đến ngày hôm nay Việt Nam vẫn còn trôi nổi trong cái bọn cướp đó, trong cái sự kềm tỏa của cái bọn cướp đó. Nóng quá nó làm cái máy nó báo đỏ lên rồi. Thì đó, chúng ta muốn hiểu với nhau, trình bày để chúng ta hiểu với nhau là cái khái niệm của nền Cộng Hòa đó là không phải là nó xa lạ gì đối với người Á Châu, mà từ những giai đoạn năm 1900, 1905 nó đã được định hành, nó đã được định hình bởi những người hết sức kiệt xuất của Á Châu, đặc biệt là ông Inukai Tushu, tức là ông Khuyển Dưỡng Nghị. Ông Khuyển Dưỡng Nghị từng là một vị thủ tướng, hình như là thủ tướng hình như năm 1930, 1930, 1930, 1931, tức là thủ tướng chỉ có năm thôi, một năm, hai năm gì đó. Và chúng ta cần nhìn vào cái sự kiện biến đổi tư tưởng tư duy của ông Khuyển Dưỡng Nghị, tức là ông Inukai Tushurushi. Ông có cái giai đoạn năm 1905 đến năm 1920 đó, là ông ước mơ một cái nền dân chủ, cho nên ông thúc đẩy các cái nước chung quanh là đi vào cộng hòa, nhưng theo cái quan điểm là cộng hòa đa nguyên, tức là dân chủ đa nguyên.
đa đảng phái, nhiều, tức là chính phủ nhiều thành phần. Và ông ta ủng hộ cái quan điểm này cho đến khi ông ta thành công vào trong những vị trí quan trọng nhất của Nhật Bản, tức là giai đoạn năm 1925-1926, khi ông ta ảnh hưởng tối đa cái vị trí của ông ta vào trong 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 chính quyền Nhật, thì đến năm 1928 ông thay đổi. Ông ta không tin tưởng được là cái nền dân chủ đa nguyên sẽ đem được hạnh phúc cho người dân. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Cái nền gọi là dân chủ đa nguyên sẽ không đem lại được. Sở dĩ không đem lại được là bởi vì người ta lạm dụng, người ta lợi dụng quá. Muốn đi đến một cái chế độ gọi là chế độ dân chủ thực sự đó. Thằng Việt Cộng nó hay nói là quá độ đi lên xã hội chủ nghĩa. Tức là nó phải có một cái thời kỳ mà người ta phải tập và ứng xử đạo lý với nhau ở cái quan điểm Cộng hòa. Mà ở cái quan điểm Cộng hòa thì nó gần như Mỹ bây giờ, nó là lưỡng đảng. Độc đảng hoặc lưỡng đảng. Tức là độc đảng nhưng được giám sát bởi quốc hội. Thì cái tư tưởng của ông Khuyển Dưỡng Nghị, ông ấy, từ năm 1905 cho tới năm 1925, tức là 20 năm trời ông ta ủng hộ cái quan điểm dân chủ đa nguyên, tức là chính trị đa thành phần, nhiều đảng phái hoạt động chính trị. Nhưng cái kinh nghiệm suốt từ giai đoạn năm 1905 đến năm 1925 cho ông nhận thấy rằng là ông ta đã sai. Ông ta phải đi lại. Phải tác động để đi lại cái con đường gọi là mang tính cách lưỡng đảng. Tức là không để hổ lốn nữa, mà nó phải thậm chí xây dựng ra một cái lực lượng đó chính là lực lượng cha ông của ông đã đi. Cái dòng họ của Inukai, dòng họ Toshirushi là dòng họ samurai, dòng họ thần đạo Nhật Bản, dòng họ samurai, và ông ta đi theo cái quan điểm đó. Tức là từ năm 1926 ta định dạng, đặc biệt là năm 1928 ta định dạng là phải có một cái lực lượng, một lực lượng đó chính là lực lượng vô hình, lực lượng thần đạo Việt, lực lượng samurai. Người ta không nhìn được, không nhận diện được, nhưng mà lực lượng đó đứng đằng sau tất cả các cái hoạt động gọi là chính trị của Nhật Bản, kể cả là hoàng gia. Dĩ nhiên họ phải bảo vệ hoàng gia. Và hoàng gia Nhật Bản thì chúng ta phải phải nhận thấy rất rõ ràng là hoàng gia Nhật Bản tuyệt vời vô cùng. Chúng ta nhìn đến cái chuyện hoàng gia, cái chuyện phong kiến của Việt Nam. Sau khi mà chúng ta lấy lại, gọi là lấy lại được độc lập từ thời Ngô Quyền, trải dài tới cái giai đoạn năm 1945. Tức là chúng ta có 900 năm, 1000 năm. Và bao nhiêu thứ triều đình đã mọc ra. Và bẩn bựa, bẩn thỉu, triều đình nào cũng bẩn. Nó khác với người Nhật. Chỉ có một dòng họ làm vua mà thôi. Suốt 2000 năm qua. Cho nên cái gọi là cái hệ thống samurai nó quan trọng vô cùng. Cái hệ thống bảo vệ chân lý, bảo vệ giá trị Nhật Bản chính là dòng samurai. Tới ngày hôm nay họ vẫn còn chứ không phải họ mất đi đâu cả. Trở lại cái câu chuyện của Khuyển Dưỡng Nghị cũng thế. Là năm 1928 ông ta thay đổi quan điểm, không là dân chủ, cái kiểu dân chủ đa nguyên, tức là không phải là đảng phái đa thành phần láo nháo tranh giật nhau vào trong ảnh hưởng vào chính trị nữa. Mà phải uyên nguyên lại, phải đĩnh đạc, phải rõ ràng, phải trong sạch, phải chính nghĩa lại. Thằng nào loạn quạng có luật pháp để xử lý, luật pháp xử lý không được, samurai. Việt Nam chúng ta thiếu cái đó. Tức là một cái chất mang tính cách linh hồn,
gần như là siêu chính phủ, siêu nhà nước. Nhưng họ là những thành phần đạo lý, dẫn đạo, được được dẫn đạo bởi đạo lý, bởi thần quyền của họ. Chúng ta thua thua xa cái chuyện đó. Thì cái câu chuyện của nước Mỹ ngày hôm nay chúng ta cũng đang nhìn ra là nó rớt vào y chang cái tâm thức mà ông Inukai Toshu Roshi đã, tức là ông quyền giữ nghị đã phải nhận diện. À, mẹ cái bọn dân chủ nó tầm bậy quá. Chúng nó mệnh danh nhiều quá. Cái trò chơi dân chủ kiểu này là bao nhiêu thằng nó sẽ đẻ ra và nó nhảy vào chuyện chính trị để nó làm giàu, để nó sống, nó làm coi như cái nghề. Nước Mỹ ngày hôm nay xảy ra y chang như vậy. Cái bọn dân chủ nó vào trong chính trường để nó mút, hút, hít vào cho gia đình của nó. Chúng ta hãy nhìn ngay gia đình của Pelosi trong thời gian vừa qua. Tại sao Pelosi đi qua sang bên Đài Loan? Bao nhiêu cái thứ gọi là cái thứ bầy hầy bẩn bựa nó nổi lên hết sau cái chuyến đi của con mẹ đi sang bên Đài Loan. Đi sang bên Đài Loan đâu phải là vì quyền lợi của nước Mỹ mẹ gì, là vì quyền lợi của gia tộc của nó. Chúng ta người Việt Nam cũng vậy, chúng ta bị chia ra rất là nhiều vì cái chuyện là dân chủ, vì cái chuyện là đảng dân chủ của Mỹ, theo dân chủ của Mỹ hay là theo cộng hòa của Mỹ, và chúng ta sủa nhau, chúng ta chửi nhau. Nó là một điều đáng buồn để chúng ta phải nhìn rằng chúng ta ngơ ngáo. Thậm chí có những anh chị em đưa ra một cái sự kiện rằng tại Nhật là ông Phan Chu Trinh đã gặp ông Phan Bội Châu tại Nhật Bản. Và hai người rất là tôn trọng nhau. Thậm chí lúc chia tay rồi, ông Phan Chu Trinh, ông còn nói rằng tôi có thể chết. Tôi là người đi giữa hai làn đạn, tôi có thể chết. Nhưng anh phải sống. Phan Bội Châu, anh phải sống. Đó chính là những con người yêu nước thực sự. Anh phải ở ngoài này, anh phải sống. Anh không có được về trong đất nước bây giờ. Anh về bây giờ là anh chết ngay. Anh phải ở ngoài. Tôi về, tôi có chết, vẫn còn có anh. Và anh phải sống. Một số anh chị em nói rằng hai ngài Phan Bộ Châu và Phan Chu Trinh tuy là khác quan điểm với nhau. Một ông là gần như là hòa hoãn với Pháp để canh tân, để tìm sao cho người dân bớt ngu, thì sau đó mới đánh cái chuyện đấm, mới làm cái chuyện đấm đá. Còn ông Phan Bội Châu tào đéo cần, đánh đã chết cũng đánh. Hai quan điểm khác nhau nhưng họ tôn trọng nhau hết sức cực kỳ. Và một số anh chị em đặt cái vấn đề là người xưa của chúng ta đã, thời ông Phan Bội Châu và ông Phan Trinh là thương nhau đến như vậy, quý nhau đến như vậy, trong khi ngày hôm nay là chúng ta, những người theo cộng hòa hay là ngả cộng hòa hoặc là ngả về dân chủ, chúng ta chửi nhau như mổ bò, chúng ta chửi nhau thê thảm. Tôi nghĩ rằng nó nửa đúng mà nó lại là nửa sai. Đúng ở đâu? Đúng là chúng ta nhìn về lịch sử, chúng ta thấy hai vị tiền bối cách mạng của chúng ta hết sức tuyệt vời. Nó sai ở cái chuyện là hai vị đó là chân tâm, họ là những con người sống và chết cho Tổ quốc Việt Nam. Còn chúng ta ngày hôm nay khác. Cái thằng Cộng Hòa của chúng ta, trước khi chúng ta nói đến chuyện đất nước Việt Nam, chúng ta bám vào cái quyền lợi của đất nước Việt Nam, thì chúng ta bám vào cái túi tiền của chúng ta, bám vào cái mông đẹp của vợ của chúng ta, bám vào cái vú đẹp của con của chúng ta. Thằng Cộng Hòa cũng vậy, thằng Dân Chủ cũng vậy. Chúng ta giả hình, chúng ta là những đứa đều cang. Chúng ta không như cha ông của chúng ta. Chúng ta làm sao chúng ta có thể so sánh được Phan Bội Châu với Phan Chu Trinh? Chúng ta hầu hết là những thứ đều cắn. Chúng ta vào chính trị để chúng ta mua danh, chúng ta để chúng ta mua lợi. Chúng ta vào dân chủ là chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ có những cái lợi của dân chủ, hoặc là chúng ta bám theo Cộng Hòa là chúng ta có những cái lợi của Cộng Hòa. Chúng ta nhìn ở chúng ta không? Cho nên nó đầy nó mâu thuẫn, và từ cái mâu thuẫn đó nó dễ dàng lăng mạ nhau, xì vả nhau. Bây giờ, thí dụ như là chuyện tôi nghe, buộc lòng tôi phải nghe, nghe tất cả những thông tin đến từ hai phía, những người ở bên Mỹ. Tức là những người ủng hộ
nên Cộng Hòa, thì bị coi là cuồng Trump, cuồng ông Trump. Và những người ủng hộ ông Biden thì cũng bị dùng những cái danh từ nó khá là nặng nề. Tuy nhiên á, chúng ta cần phải nhìn là cái nào đúng, cái nào sai, cái nào có thể phân tích được, cái nào có thể nhìn nhận được. Cánh dân chủ có đúng hay không? Quá nhiều cái sai thế. Ngay như cái chuyện mới đây vào trong Malago cũng vậy. Nó là cái chuyện không chấp nhận được. Nhưng chúng ta nghe những cái bài phân tích, ví dụ của cái thằng cha Đỗ Dũng, cái thằng tôi gọi là mặt lồn trâu, thằng mặt lồn trâu như vậy mà nó đứng trên diễn đàn của gọi là của tổ hợp truyền thông người Việt mấy chục năm nay được, thì để ông mẹ mình phải coi lại mình là cái gì. Chúng ta cũng nhìn thấy ra đâu đó là những người ủng hộ nền Cộng hòa đi theo cái tinh thần bảo vệ cái giá trị của nền Cộng hòa đó. Hầu hết đều là những người đẹp đẽ, là những người phương phi, là những người tướng Pháp đàng hoàng, ví dụ như là những người ekip của Sài Gòn News chẳng hạn, họ là những người hết sức sáng sủa. Nó khác hẳn với cái đám người Việt toàn là bọn lồn trâu này. Mặt mũi cái thằng Đỗ Dũng, mặt tôi lặp lại, có chửi tôi, có xỉ vả tôi cũng nói tôi là thằng bổ bã, mặt nó mặt lồn trâu. Thứ đó làm đéo gì có được trí tuệ, thứ đó chỉ có nhai lại làm đéo gì có được trí tuệ. Và những người đã từng đổ máu xương mình cho cuộc chiến đấu, đã từng chết đi sống lại nơi các nhà tù, bây giờ bao nhiêu người ủng hộ chế độ của gọi là ủng hộ ông Biden, không bao nhiêu người cả, hầu hết là ủng hộ ông Donald Trump. Ủng hộ ông Donald Trump nghĩa mang tính cách cá nhân thôi, nhưng cái lớn lao hơn chính là cái bảo vệ hiến pháp, bảo vệ nền hiến pháp Hoa Kỳ. Mà thấy rõ ràng, chúng ta phải nhìn thấy rõ ràng trong vòng mười mấy năm vừa qua, những người nhân danh gọi là nhân danh đảng dân chủ của nhân danh dân chủ của Mỹ là chỉ có bòn rút, chỉ có hút hít, làm cho nước Mỹ ngày hôm nay không ra cái thể thống gì cả. Chỉ có thằng đuôi mới không nhận ra chuyện đó thôi. Đừng nghĩ rằng tôi chửi bới nhá, tôi nói rất thật tuyệt và tôi chịu trách nhiệm trước lời nói của tôi. Thì muốn đưa đến cái kết luận để cho chúng ta hiểu với nhau rằng nền Cộng hòa nó cần phải được xây dựng, và Việt Nam muốn thoát được sự đói nghèo, muốn thoát được sự ngu dốt, thì chỉ có một con đường duy nhất là đi theo nền Cộng hòa. Mà nếu gọi là nền Cộng hòa Mỹ thì nó là phải nền Cộng hòa của những con người tự do đầu tiên làm ra nước Mỹ, tự do tư tưởng. Hiến pháp 1776. Khi chúng ta nhìn cái giai đoạn hiến pháp 1776 thì chúng ta lại lặp lại với nhau cái cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 là từ cái ánh sáng đó, từ cái hướng nhìn của nền Cộng hòa thành khi thành lập nước Mỹ năm 1776 mà khuyển giữ nghị đã xiển dương theo, đã xiển dương lên. Và cũng khuyển giữ nghị sau năm 1928 đã phải thốt lên rằng cái tình trạng dân chủ hổ lốn là không thể chấp nhận được, phải gộ, tức là gom lại để những người làm chính trị vì quyền lợi của đất nước, vì quyền lợi của Nhật Bản phải được tôn trọng, phải được nhận định, phải được đánh giá kỹ lưỡng, xóa bỏ đi cái trò gọi là dân chủ đa nguyên, một lô một đống hỗn độn vào trong chính quyền để làm gì, để cắn nhau, để làm tầm bậy tầm bạ. Cho nên một số những người nói rằng cái giai đoạn ông Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Du
là độc đoán, là độc tài, là bởi vì không cho Đảng Đại Việt hành động, không cho Việt Nam Quốc dân Đảng hành động. Chúng ta hãy nhìn cái giai đoạn năm 1940 năm 1945, Đảng Việt Nam Quốc dân Đảng đã làm được gì, có làm được gì sạch sẽ hay không, hay là chỉ tào lao bít đáo. Đảng Đại Việt cũng vậy, toàn là giấy tờ hỗn độn, toàn là một mớ giấy tờ, một mớ lý thuyết. Khi đất nước trong cái giai đoạn gọi là nhiễu nhương của năm 1954 đến năm 1960, cái giai đoạn đó người ta cần phải tập trung lại để cái nền kinh tế, giáo dục và chính trị của Việt Nam nó vững đã. 5 năm, 10 năm, nó đâu có muộn đâu. Mà các anh phải lăn ra, chạy bên ngang, chạy bên trái. Đù mẹ mày, mày phải cho tao làm việc, mày phải phải để ghế cho tao. Mày không để ghế cho tao là lật đổ. Chúng ta hãy nhìn cuộc cách mạng năm 1911 giữa Viên Thế Khải và Tôn Giật Tiên. Chúng ta lại nhìn đến cuộc cách mạng, những người khởi động cuộc cách mạng của Việt Nam cũng như khởi động cuộc cách mạng của Trung Quốc, của Trung Hoa, giai đoạn năm 1905 đến năm 1920, để chúng ta nhận ra những bài học đắt giá cho chúng ta. Cái gọi là nền Cộng Hòa đó, ý tưởng Cộng Hòa, mơ ước Cộng Hòa, nó không phải là bây giờ mới chúng ta đặt ra, mà nó đã đặt ra từ thời Huệ Dưỡng Nghị với Phan Bội Châu và Tôn Giật Tiên. Ba người đó đã gặp nhau. Chuyện ông Phan Chu Trinh cũng vậy, chuyện ông Phan Bội Châu cũng vậy, họ đã nói với nhau những gì và họ đối xử với nhau ra làm sao, và ngày hôm nay chúng ta đối xử với nhau ra làm sao, tại sao chúng ta lại đối xử nó bẩn bựa với nhau như vậy. Chúng ta phải nhận ra để thấy ra cái câu trả lời là phải thực hiện, tìm và thực hiện được nền Cộng Hòa mang hình thái liên bang Cộng Hòa Đại Việt của Việt Nam. Nếu chúng ta mơ hồ thì chúng ta sẽ chỉ có loạn quạng, giống như cuộc cách mạng năm 1911 Trung Hoa đã đi vào, tức là loạn qua loạn quạng, còn thậm tệ hơn, đau đớn hơn, khổ sở hơn là cuộc cách mạng gọi là cách mạng mùa thu chết, mùa thu chết rồi em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi em nhớ cho, đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời này, trên cõi đời này. Xin chào các anh chị em.